Tám vật đại kỵ dù thích đến mấy cũng phải vứt ngay ra khỏi nhà, kẻo đen đuổi triền miên, hối hận cả đời. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, theo luật phong thủy, việc sắp xếp, bố trí đồ đạc hợp lý và đúng cách chính là chìa khóa của thành công trong việc điều khiển nguồn năng lượng trong nhà. Sắp xếp đồ đạc nhằm mục đích để đồ đạc không phải là vật cản, không ngăn chặn, cản trở hay bóp méo các luồng khí, tạo điều kiện tốt nhất để khí có thể lưu thông, luân chuyển trong nhà một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều người lại thường có thói quen tích trữ đồ đạc từ năm này qua năm khác, đến mức nó có thể chiếm nguyên một căn phòng trong nhà, nhưng lại không hề biết rằng chúng chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật triền miên, thu hút nhiều luồng khí xấu khiến gia chủ làm quần quật ngày đêm cũng không dư giả được gì. Vậy nên, muốn tránh những điều xui xẻo đeo bám, làm ăn thiếu trước, hụt sau, thì tốt nhất đừng giữ khư khư những món đồ vật sau đây trong nhà. Để biết cụ thể đó là những vật đại kỵ nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay trong video ngày hôm nay. Vật đại kỵ đầu tiên mà không nên giữ trong nhà là gương cũ. Gương soi vốn là vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày, song nó còn có nhiều bí ẩn liên quan đến thế giới tâm linh mà không phải ai cũng biết đến. Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền những điều kiêng kỵ tuyệt đối không được làm với gương soi nếu không muốn gặp điềm gỡ tai ương. Nhiều người chọn gương để trang trí nhà cửa cũng như giúp đánh lừa thị giác, tạo cảm giác nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng những chiếc gương cũ vì chúng kết nạp vô số hình ảnh hàng ngày của chủ cũ, có cả tốt, cả xấu, vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, bạn cần phải lưu ý, gương đặt ở sai vị trí trong nhà rất dễ phản tác dụng và kéo theo các điều xui xẻo. Bạn cần phải bỏ ngay gương khi bị nứt, vỡ và đặc biệt không đặt gương ở những vị trí sau. Đối diện cửa nhà, đối diện cửa nhà vệ sinh, đối diện bàn thờ tổ tiên, tượng các vị thần, đối diện với cửa nhà hàng xóm, đặt gương vào vị trí tài chính, đối diện bàn học. Ngoài ra, quý vị cũng không nên đặt gương trong hành lang sảnh nhà. Gia đình bạn đã gặp xui xẻo nếu đặt gương không đúng chỗ đó. Gương luôn là một vật dụng quan trọng trong nhà và không thể đặt một cách tùy tiện. Nếu nói nơi ảnh hưởng đến tài lộc nhất thì phải là sảnh vào. Nếu đặt gương ở đại sảnh, hành lang sẽ ảnh hưởng đến đại lộc, vượng khí của gia chủ. Vì vậy, có gương ở đây, hãy cất đi. Nguồn năng lượng của gia đình sẽ bị chiếc gương đẩy ra ngoài, phân tán không tập trung, sức khỏe của gia chủ cũng rất có thể bị ảnh hưởng. Thay vào đó, bạn có thể treo những bức tranh, phong cảnh hoặc sơn tường họa tiết đơn giản sẽ tốt hơn. Những ai đang treo gương ở hành lang sảnh ra vào thì nên cất đi nhé, càng sớm càng tốt. Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở lối vào nhà sẽ khiến cho người thứ ba dễ chen vào hôn nhân của hai vợ chồng, thường xuyên cãi nhau. Thứ hai, không nên giữ cây chết, hoa khô ở trong nhà. Trồng cây trong nhà không những mang đến không gian xanh mát, sự thư giãn dễ chịu mà cây có thể điều hòa không khí ở trong nhà. Thế nhưng, sau một thời gian chăm sóc, cây bắt đầu chết dần. Nhiều người tin rằng cây chết trong nhà mang lại điềm gỡ, bởi cây xanh được xem là vật thu hút và gia tăng sinh khí cho ngôi nhà. Điều đó cũng có nghĩa là khi cây trong nhà bạn đang bị héo, rũ xuống hoặc chết, chúng sẽ làm giảm năng lượng trong gia đình bạn. Nó khiến cho người sống trong nhà luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, chán chường, khó tập trung khi làm việc hoặc không còn hứng thú với việc gần gũi vợ chồng. Do vậy, nếu cây có dấu hiệu khô héo, bạn hãy dành thời gian chăm sóc để chúng hồi phục trở lại. Còn nếu không có khả năng sống nữa, hãy bỏ chúng đi thay bằng cây khác. Hoa khô tạo nên phong thủy không tốt cho chủ ngôi nhà bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ. Theo một chuyên gia về phong thủy, quan niệm hình nào thì khí nấy, nên những đồ vật có liên quan đến sự chết chóc như những bông hoa khô thì cần phải loại bỏ. Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho thấy mùi hương của các loại hoa giả hay hóa chất ướp hoa khô là các chất nhân tạo
được sử dụng nhằm mục đích thương mại. Nếu đặt trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ kín gió, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong phòng. Vật đại kỵ thứ ba là đồ cổ không rõ nguồn gốc. Những đồ này không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kỵ những vật từ phát trường bởi trên thực tế có rất nhiều cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ mà người xưa đại đa số chết vì bệnh tật. Những vi khuẩn này hầu hết không bị tiêu diệt trong điều kiện thổ táng. Vì vậy, những đồ cổ được chôn theo thường chứa rất nhiều vi khuẩn. Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ, bởi có thể là nguyên nhân phát tán bệnh tật. Đồ cổ thường mang ý nghĩa về tâm linh vô cùng lớn mà chúng ta không thể xem thường được. Những ai nhặt được đồ cổ thì nên nhờ chuyên gia phong thủy, chuyên gia đồ cổ thẩm định sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với món đồ đó. Có câu nói, cái cũ không mất đi thì cái mới sẽ không đến. Vì vậy, những thứ không còn cần thiết trong cuộc sống nên được loại bỏ kịp thời để tài vận luôn được làm mới, làm ăn dễ dàng, sánh kịp với xã hội hiện đại. Đồ vật tiếp theo không nên giữ lại là ghế bập bên cũ. Trong rất nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có nhiều trẻ nhỏ, thì ghế bập bên là một món đồ khá quen thuộc. Thế nhưng, sau khi những đứa trẻ trong nhà lớn thì ghế bập bên lại trở thành món đồ không ai sử dụng đến nữa. Trong phong thủy, ghế bập bên không dùng đến không phải là một vật may mắn, thậm chí chúng còn được coi là xui xẻo. Bởi lẽ, theo quan niệm của người xưa, thì những chiếc ghế này chứa đựng một thế lực vô hình. Chúng không những mang đến sự ảm đạm, những điều bất hạnh mà còn gây mất mát cho gia chủ. Vì thế, sau khi con cái lớn lên, hầu hết các bố mẹ đều mang những chiếc ghế bập bênh không sử dụng nữa đi quyên góp hoặc mang tặng cho người khác. 5. Không nên giữ đồ lót cũ và những thứ không đủ bộ. Ngay cả khi bạn là người duy nhất nhìn thấy nội y của mình thì cũng đừng mặc lại các món đồ lót cũ sờn. Hơn nữa, theo các chuyên gia, bạn nên thay mới đồ lót 6 tháng một lần. Thái độ này đối với bản thân làm giảm lòng tự trọng, bởi vì khi bạn đồng ý với một điều gì đó xấu, bạn đang bước đi. Điều tốt đẹp của mình cũng vậy. 6. Găng tay cũ, bích tất bị thất lạc. Chỉ còn một chiếc hoặc thậm chí những món đồ trang sức xinh xinh cũng chỉ còn một cái nên được dọn dẹp sạch sẽ ra khỏi căn phòng. Cho dù bạn yêu thích một số đôi tất găng tay hay hoa tai đến đâu, nếu bạn không thấy chúng phù hợp hay đánh mất một chiếc, thì việc giữ chiếc còn lại là điều vô nghĩa. Bạn không thể làm được điều gì với món đồ thất lạc như vậy. Và thứ 7, không nên giữ lại những món đồ chơi cũ. Có một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những đứa trẻ có ít món đồ chơi hơn sẽ thể hiện sự sáng tạo với nhiều ý tưởng thú vị hơn so với những đứa trẻ có nhiều đồ chơi trong tay. Nhiều đồ chơi không giúp trẻ thông minh hơn và những người thành công thì hiểu điều đó. Nhiều bậc cha mẹ ném tiền vào đồ chơi cho con, rồi lại bận rộn dành thời gian kiếm tiền, chứ không phải dành thời gian chơi với con. Hơn nữa, vì các bậc cha mẹ cung cấp quá nhiều đồ chơi cho con mình sẽ khiến con trẻ thiếu động lực để cố gắng, vì mọi mong muốn của chúng đều dễ dàng được cha mẹ biến thành hiện thực. Khi đồ chơi quá nhiều, bạn nên kiểm tra xem thứ gì có thể vứt đi. Món đồ chơi bị hỏng sẽ bị vứt đi, và nếu nó còn hoạt động, sẽ cho nó làm việc từ thiện hoặc bán nó. Chúng ta có thể mua một cái gì đó mới với số tiền của chúng ta nhận được. Nó sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc và không gian trong nhà. Vật đại kỵ cuối cùng nên vứt đó chính là bát vỡ. Theo danh sách, những đồ vật không nên để ở trong nhà. Nếu bát cơm của gia đình bị sứt mẻ, nứt vỡ, đó cũng là thể hiện dấu hiệu của sự đổ vỡ nếu không được vứt bỏ kịp thời. Vì vậy, nếu là để sử dụng hàng ngày thì không nên dùng bát vỡ, trừ khi bạn định sử dụng nó như một món đồ cổ trưng bày cho vui. Nếu vô tình làm bát đĩa vỡ thì bạn đừng vội hoảng loạn, hãy gom lại và bỏ vào thùng rác hoặc đem chôn sâu trong vườn nhà. Tuyệt đối không vứt ra sông, suối, ao, hồ vì rất nguy hiểm cho những người khác khi dẫm trúng điểm bát làm vỡ. Vỡ bát theo dân gian ghi chép lại
thường là điểm không tốt lành. Có thể mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp, có nguy cơ bị đổ vỡ, tiền tài mất mát, có kẻ thù đang cố gắng muốn chọc phá con đường làm ăn của bạn. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý khi lựa chọn và sử dụng đồ đạc trong nhà, giúp gia chủ tránh được vận hạn đen đủi. Bên cạnh đó, để phát huy hết những công dụng phong thủy của đồ đạc, gia chủ hãy áp dụng một số mẹo sau đây. Đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn, tiền bạc, tài lộc sẽ đến nhanh chóng, đổi vận giàu sang. Để biết đó là những mẹo phong thủy nào và cách thực hiện ra sao, mời quý vị hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo. Đầu tiên là không nên tích trữ quá nhiều đồ đạc trong nhà. Thực tế thì những người thành công cố gắng giữ sự tối giản. Trong lối sống hiện nay, người giàu ngày càng thích sự đơn giản trong nội thất để không bị phân tâm bởi các vật dụng trong nhà. Như vậy, họ sẽ không lãng phí thời gian cho việc mua hoặc là sửa chữa đồ nội thất. Lối sống tối giản còn giúp họ dành thời gian cho gia đình, các mối quan hệ gặp gỡ bạn bè và công việc. Chính vì vậy, họ chọn các món đồ nội thất không cầu kỳ, số lượng cũng được giảm thiểu đến mức tối đa, tạo không gian thoáng rộng, sạch sẽ và tránh cho gia chủ bị phân tâm khi làm việc. Ngược lại, ngôi nhà của những người thuộc tầng lớp trung lưu lại bị lấp đầy bởi các món nội thất và đủ thứ đồ hộp thời trang họ mang về trong những lần đi mua sắm. Rồi chẳng mấy chốc mà những món đồ ấy lỗi thời phải bỏ vào thùng rác và lại tốn cả đống tiền mua sắm mới. Thứ hai là vị trí đặt bàn ghế trong nhà hợp phong thủy. Lưu ý thứ hai khi mà sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp phong thủy đó là bạn nên đặt bàn ghế trong phòng khách ở vị trí đối diện với cửa chính. Trong trường hợp điều kiện không cho phép như là nhà nhỏ, nhà có hình dáng kỳ quặc thì bạn có thể khắc phục bằng cách cho một tấm gương trên tường, sao cho có thể dễ dàng quan sát căn phòng khi mà đứng ở vị trí cửa. Điều này sẽ giúp mọi người có cảm giác an toàn hơn khi họ vừa bước chân vào phòng, vì các đồ đạc được đặt vào trong tầm mắt của họ. Thứ ba, bài trí sắp xếp màu sắc phù hợp với từng không gian. Bên cạnh sự bài trí về không gian, bố cục thì màu sắc là một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới phong thủy trong nhà. Trước tiên, gia chủ nên tránh lựa chọn những màu sắc kỵ với mệnh của mình. Ví dụ, nếu gia chủ mệnh hỏa thì bạn nên lựa chọn màu xanh lá hoặc là những họa tiết đỏ cam trang trí cho không gian nhà. Bởi nếu là người mệnh hỏa thì gia chủ là người rất là nồng nhiệt, sôi nổi. Những chi tiết với gam màu này không chỉ hợp mệnh với gia chủ mà còn tạo một cảm giác tươi mới và sống động cho không gian ở ngoài phòng khách. Các không gian còn lại cũng cần được bài trí và sắp xếp đồ đạc phù hợp để đem lại phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ tư, lựa chọn những món đồ trang trí mới tăng vận may tài lộc. Bên cạnh những món đồ nội thất chính, những món đồ trang trí cũng đóng góp một vai trò trong phong thủy chung của cả căn nhà. Đôi khi những món đồ cũ kỹ cũng làm giảm đi vượng khí cũng như là tài lộc, may mắn của gia chủ. Chính bởi lẽ đó, tại những kệ tivi hoặc là tủ giày, gia chủ nên mua thêm những món đồ trang trí hợp mệnh để không gian trong nhà luôn được thu hút và hợp phong thủy. Trong phòng ngủ, ngoài màu sắc nhẹ nhàng, quyến rũ thì việc bài trí cũng như là sắp xếp những món đồ đôi sẽ gia tăng cảm xúc, tình cảm vợ chồng. Trong căn phòng ngủ của vợ chồng thì nên kiêng những món đồ đơn độc hoặc chỉ đứng một mình. Những món đồ đôi như là ghế đôi, gối đôi sẽ gắn kết mối quan hệ vợ chồng. Thứ năm, bố trí không gian phòng khách. Theo phong thủy nhà ở thì phòng khách chính là khu vực quan trọng nhất của một ngôi nhà, được ví như là trái tim của cả gia đình. Chính vì thế bạn nên đặc biệt chú trọng khi sắp đặt đồ đạc ở phòng khách để tạo ra một không gian thư thái và bình yên. Để phòng khách hợp phong thủy, bạn không nên để quá nhiều đồ trong căn phòng này. Ngoài ra, bạn nên chọn các vật dụng được làm từ những chất liệu mềm, còn đồ đạc góc cạnh thì nên được làm tù hoặc là dạng tròn. Đối với những căn phòng hẹp và dài thì bạn nên sử dụng cửa phòng được chạm khắc những họa tiết tròn hoặc lục giác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bố trí thêm cây xanh xung quanh các đồ vật để thu hút vượng khí. Với những đồ vật có kích thước lớn nặng, bạn nên đặt ở góc phòng nhưng không nên đặt áp sát vào tường. Bạn cũng không nên đặt đồ đối diện với bức tường trống,
bởi điều đó sẽ gây ra cho người sử dụng cảm giác bồn chồn, bất an. Quý vị thân mến, có thể nói là việc sắp xếp đồ đạc là một trong những vấn đề quan trọng cần phải lưu ý đến. Không chỉ sắp xếp chúng thật là đẹp mắt, phù hợp với không gian ngôi nhà, mà việc sắp xếp cũng cần phải hợp phong thủy để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người thân trong gia đình của mình. Hy vọng là những thông tin trên đây sẽ giúp cho ngôi nhà và cuộc sống của quý vị trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi.